Hello, xin chào các bạn. Hôm nay quay cái dàn chim kiển chim cảnh cho các bạn xem nha. Bữa nay là mình cho chim non ăn. Đây, chuẩn bị về đầu tiên nè các bạn à. Đây là dế nè, cám công nghiệp, cho nhồng. Đây là cho nhồng ăn trước, mình cho nhồng ăn trước nha. Đó, đây nhồng non các bạn ơi, nhồng non. Nuôi lên thì bao khôn bao dạng luôn. Đó, một em, hai em, ba em. Rồi, dế các bạn, mình cho nó ăn dế ngâm nước á, thì mình khỏi cho nó uống nước các bạn nha. Còn các bạn cho nó ăn khô thì các bạn phải cho nó uống nước. Ở đây mình ngâm nước sẵn vô con dế rồi. Đó, dế nhỏ nhỏ thì mình bóp cho nó mềm mềm ra, dế lớn thì mình bẻ hai cái chân lớn, bẻ hai cái chân to nó ra. Ồ, rồi nhồng con lên thì nó mới dạng lắm các bạn à. Đây, đó, bạn thấy chưa, đứng chưa vững, đứng chưa vững. Đây, đó, rồi bắt đầu mình cho nó ăn dế xong bắt đầu mình tới mình cho nó ăn cám công nghiệp các bạn. Có thể các bạn cho nó ăn cám trứng, cám trứng hoặc là cám cám chó cũng được các bạn. Các bạn ngâm nước cho nó mềm ra, cho vô họng đó, ngâm nước cho nó mềm ra, bón vô họng đó, bón vô miệng đó. Chim non lúc nào nó cũng mở miệng to vậy đó bạn, để đón thức ăn từ con mẹ nó. Chim bố mẹ nó bón thức ăn rất là nhiều lần trong ngày, vì thế các bạn nuôi chim non các bạn khi nào nó hả họng thì cho ăn thôi, chứ không có canh giờ, canh theo giờ hay là canh theo ngày, bữa trong ngày gì hết á. Cứ hả họng là bón. Nuôi chim non nó rất là cực các bạn nha. Nuôi chim non rất là cực. Còn để đến cái lúc con chim nó tự mổ thì mình cũng mất một khoảng thời gian để mình đút nó. Đó. Đổi lại một cái là chim non nó dạng các bạn. Chim non nó lạc, nó dạng người, mau nói chuyện nữa. Mình thì cùng mình thích, rất là thích nuôi những cái dòng chim mà chim non là thích rồi các bạn. Rất là thích dòng chim non. Rồi. Đó, cơ bản này cũng dễ thôi, đâu có gì khó đúng không? Nhồng con nè, đó. Nhồng Tây Nguyên nha, nhồng Tây Châu nha các bạn nha. Nhồng Tây Châu. Rất là bự con. Nhồng rất là bự con. Nhồng này đang còn đút nhưng mà lông cánh nó ra dài rồi. Ra dài rồi. Đó. Các bạn cũng lưu ý là khi mà con nhồng mà trong cái giai đoạn mà lông cánh nó ra gần nhiều á là nó sẽ tập bay. Nó sẽ tập bay thì các bạn lưu ý là mình nên giữ nó cho nó dạng, cho nó quen mình, hoặc là xích dây chân nó lại để khi nó bay là nó bay mất kiểm soát. Nó lúc còn nhỏ thì nó thích bay lắm các bạn, nó bay không có hướng về luôn á. Nhiều khi nó bay qua nhà người ta hoặc là nó bay lên đọt cây mình đi tìm mình bắt nó mất thời gian các bạn, hoặc là bị người ta bắt nó đi mất tiêu. Đó, đó là cái kinh nghiệm chia sẻ cho các bạn nha. Là nuôi nhồng thì đơn giản thôi, cơ bản vậy thôi. Mình qua những cái con chim khác nha các bạn nha. Đây, đây là chim chích cồ, chích cồ con. Ồ, lứa này là lứa mới nở đầu tiên các bạn nha, lứa của tháng nè, lứa của tháng nè. Đây, những con đầu tiên của lứa mới nè, lứa này là lứa thứ mấy rồi mình chưa biết nữa, nhưng mà nó nở trước các bạn. Lứa này nó nở trước nè, có những con nó nở trước đó, của tháng mới nè. Nó đầu qua tháng mới là có những lứa mới nó nở nè, đó mới nở ra nè. Mê ăn lắm. Đó, nó cũng ăn giống như con nhồng vậy các bạn nha, nó ăn ăn dế nè, ăn sâu nè, ăn tôm, ăn tép, rồi ăn cám công nghiệp. Và đặc biệt là con chích cồ này nó lớn một chút, nó ăn dưa leo rất là nhiều luôn, ăn rau xanh á. Con nhồng không có ăn rau xanh được, nhưng mà con chích cồ ăn rất là khỏe, rất là khoái luôn. Đặc biệt là dưa leo, các bạn bào dưa leo cho nó ăn đi là nó ăn, nó bỏ cám công nghiệp luôn. Đó, ăn dưa leo với mồi tươi. Đây, dế ngâm nước thì nó có nước sẵn rồi, mình không cần cho nó uống nước đâu. Đó, các bạn có thời gian thì các bạn bỏ vô cho nó một miếng, một khay nước cho nó ướt chân đó. Cái dòng chim nước nó khác với những dòng chim nói, những cái dòng chim hót ha. Mình phải có nước cho nó tắm thường xuyên. Lợi nó là ở trong nước, phải có nước cho nó tắm. Chích cồ non nha các bạn nha, chim chích cồ non nha. Đây là cái lứa nở được một ngày tuổi. Thì ở đâu bắt đầu ở trong trại nó đã có những lứa nở trước đó bạn, để cho nó nở nhiều nhiều đi rồi bắt đầu mình đi thu hoạch trứng, mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Lứa này không biết là lứa thứ mấy của trại rồi, nhưng mà hình ảnh này thì quen thuộc rồi. Các bạn mà các bạn nào mà xem kênh YouTube của mình thì các bạn chắc các bạn đã nắm được nhiều kỹ thuật nuôi chích cồ con, chích cồ đẻ rồi ha. Mình quay sơ cơ bản cho các bạn xem rồi mình đi quay những cái loại chim khác cho các bạn coi. Đây,
đó, những con chim mới đây. Đây đó, đây chà mào. Rô rô chà mào, chà mào bữa nay lanh lắm các bạn à. Đó các bạn thấy chưa, trời ơi trời ơi, nghiên cứu miếng mồi vô. Vô đây, nó đang trong cái giai đoạn nó thay lông các bạn à. Nè vô vô, nó thấy đẹp không các bạn, chà mào ha. Nó lớn nó có cái chớp sừng này lên là đẹp lắm nè, bữa nay lanh ghê luôn á, lanh ghê luôn. Rồi từ từ nuôi chim non thì được cái là nó dạng gì là thích các bạn. Còn hai con chim lớn, chim bổi này ruột lòng ra thì nó bay mất tiêu. Con này nó hơi lạ lạ rồi nè, thấy không? Con này nó đủ lông mà nó hơi lạ lạ đó. Mỗi lần nó ăn cái là nó rung cánh, rung đầu đều hết trơn rồi đó, giống như cục rung vậy đó. Chà mào nó cũng ăn sâu dế các bạn. Và nó có thể nó ăn thêm trái cây nữa các bạn nha. Chuối chín hoặc là đu đủ, hoặc là những cái loại trái cây khác các bạn nha. Dế sâu vẫn là thức ăn của nó, chung với những loài khác. Rồi vô, rồi ăn hai con thôi, đi qua những cái con khác. Đây tới một bầy sáo của tôi đây. Yeah, mở cửa ra, tèn 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 tèn, ra đây các con. Nó mai mốt mình có cái định siết thú các bạn. Mình huấn luyện những cái con thú cưng của mình. Siết luôn. Ô, con này tự mổ được luôn nè, con này tự mổ được rồi, không cần đút đúng không, tự vô khay mổ ăn luôn đúng không, đó tự xử luôn hả, thì chơi được. Đây lên đây nè, lên đây. Trời ơi vui không, vui không các bạn, vui không. Thì các bạn còn nhớ không, cái bầy sáo này bữa hổm là mình mua 20 con để tặng cho fan của mình đó các bạn. Thì đã tặng được mười mấy bạn rồi. Những bạn này thì có việc, không có, cũng như là không có ở địa phương, nên ha, khi đợi các bạn về mình mới gửi tặng nha. Cái lứa của tháng rồi thì cái phần quà của tháng rồi là mình đã tặng rồi, bắt đầu qua tháng mới, qua tháng mới thì mình sẽ tặng những cái phần quà khác, có thể là chích cồ hoặc là sáo nâu sáo đen nữa các bạn nha. Các bạn nào mà quan tâm với những cái loài chim ở bên trại mình thì đăng ký kênh và đón theo dõi những video tiếp theo của mình đó. Các bạn thích cái con chim nào thì mình xem cái video về những cái con chim đó. Đó, chích cồ le le rồi ha, sáo nâu sáo đen rồi cưỡng cát gì đó nhiều lắm đó. Vô, trời ơi con này nó tự nó kiếm ăn rồi. Cái nào mình tập cho nó ăn cắm công nghiệp các bạn à, nó còn hả họng gì là mình tập cho nó ăn cắm công nghiệp. Lên dai luôn, lên dai, đừng có ỉa lên dai tôi nha. Đó ăn cắm công nghiệp vô đó. Ồ, ăn được không, gì vậy, ăn được không vô. Ở đây con hồng lon đúng không, cái thanh lon chứ, thanh lon, con hồng lon tắm nắng ngoài kia kìa. Con này thanh lon những lời sáo hết các bạn nha, no rồi. Ô, tự ăn luôn, kiếm ăn luôn đó. Tự vô đút được, bữa nay vô tự gấp được rồi nè, tự gấp được luôn nè. Không cần đúng không, không cần đút đúng không, cần đút thôi, đút cho cần đút thì đút con thanh lon, con hồng lon nó đang tắm ở ngoài kia các bạn, đang phơi nắng ngoài kia đó, thanh lon. Rồi thôi, dành thời gian cho các bạn này nhiêu thôi, để qua những cái con khác nữa để mất thời gian lắm. Đây tới đây các bạn ạ. Đây chè lửa, chè lửa nha, chè lửa, chè than, chè đất cũng là chè, đúng không, loại chè. Chè lửa thì nó cũng ăn dế thôi, ăn cũng giống như những con khác thôi các bạn ơi. Chim non là nghề của mình mà, mình nuôi chim non là bạn thấy là rất là vui đó, rất là vui khi nuôi chim non. Chim non lớn lên thì nó dạng người quấn chủ rồi ha, mình có thể khiển tay được các bạn nha. Đó, tí nữa mình ra mình quay những cái chú chè than của mình, bữa nay nó đứng cầu tốt rồi các bạn. Bữa hôm trước mà nuôi trong cái gỗ mũ á, hôm nay đứng cầu tốt luôn, dạng người luôn, bữa lớn có thể khiển tay được luôn các bạn nha. Nghe này nữa đó,
Mày hung dữ lắm sao anh ta kêu mày bằng lửa. Lửa. Đó. Rồi no rồi, con nào mà nó no là nó không hả miệng nữa các bạn. Chim non là vậy á, các bạn đút khi nào mà nó không còn hả miệng nữa thôi các bạn ngưng đút. Đó. Là nó đâu ăn nữa đâu đút, đúng không các bạn? Đó. Con chim mà nó còn hả họng mà nó đòi ăn gì đó ha, là nó ha, nó còn đói nè. Rồi nhưng mà mấy con sáo này thôi cho nó ăn cám công nghiệp thêm chút nữa cho ăn thêm để đi ra ngoài quay những cái con khác. Đây. Các bạn ơi. Ồ, đó. Ở đây đi Khanh. Đó 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 đó, đó. Các bạn thấy không? Đây. Phượng hoàng đất. Phượng hoàng đất bữa nay chỗ màu nhiều ha các bạn ha. Trời ơi, bữa nay đẹp ghê luôn ha. Nè, hình như biết tự mổ luôn rồi. Tự mổ luôn nè, mổ đi. Tự mổ nè. Đó, tự mổ luôn. Bữa nay chỗ màu vàng, ê, màu tím than các bạn. Bữa nay chỗ màu tím than đẹp nè ha. Nửa lông đuôi nó sẽ dài ra nữa các bạn nha. Lông đuôi này nó sẽ thay ra, nó sẽ dài lông đuôi ra. Bữa nay tự mổ được rồi. Phượng hoàng đất nha các bạn nha. Đây phượng hoàng đất nè. Đó. Ăn dế, ăn cám công nghiệp. Rồi. Cám công nghiệp nè. Cũng tự tựa nha thôi. Rồi, không thèm quan tâm tới cám công nghiệp luôn nha. Nè. Trời luôn đó, thấy chưa? Đó. Nước mưa. Đây, đây coi. Đây. Đó các bạn chưa? À, mình nuôi theo cái kiểu mà xích chân nó cho con chim nó dạng các bạn. Cho nó dạng thiệt là dạng luôn á, xong mình mới vô cái lồng lớn các bạn nha. Tại vì cái con chim mà ở cái giai đoạn mà nó ra lông nó đang tập bay như vậy nè, nó thường hay nhát lắm. Nó hay nhát lắm các bạn à. Thì mình nuôi như vậy mình thuần nó hơn. Thuần cho con chim nó dạng hơn các bạn nha. Nè. Đó. Nè. Đẹp không các bạn? Nó mốt lông đuôi dài ra rồi ha, lông nó ra màu tím than nè. Đẹp lắm. Rồi, bên đây là con hồng loan. Chưa, chứ không phải. Cái ngón tay chứ không phải là. Đây hồng loan nè, hồng loan của mình bữa nay cũng đẹp lắm nè các bạn nha. Chút qua Khanh. Vô đây. Con hồng loan bữa nay nó ra lông cũng nhiều lắm rồi nè. Bữa nó sẽ ra lông cái màu này màu đỏ nha. Màu đỏ. Hồng loan, thanh loan. Phượng hoàng đất. Rồi. Đó. Đó. Thấy chưa? Đó. Thằng mày làm nhẹ nhẹ thôi, mấy con chim tới giật mình bay lum la đó. Rồi đó đi Khanh. Giờ thả nhẹ nhẹ xuống thôi. Như đây nè, thấy không Khanh? Thấy không? Đó, chè đất. Ê, chè than chứ, quên. Mình nói chè đất. Chè than. Đó, khiển tay nè. Ê, tập khiển tay à. Lên đây. Đó, mai mốt tập khiển tay nè các bạn. Đó, bạn thấy chưa? Mai mốt tập khiển tay vậy đó. Đó. Nó dạng hơn các bạn nha. Ở cái giai đoạn chim non nó đang tập bay là nó sẽ nhát nhát rồi. Mình không chơi thường nữa nó sẽ nhát lắm. Đó. Những con chè mình nuôi ở trong cái khay mũ nè, khay nhựa nè. Con này mấy con này như nó tự ăn được rồi nè. Tự ăn được rồi. Tự mổ được luôn rồi. Đó, thấy chưa? Tự mổ được rồi. Vẫn thích khiển tay lắm, vẫn thích lên tay lắm nè. Nó dạng lắm các bạn ơi, bao dạng luôn. Đó. Rồi. Qua đây con lửa hôm trước nè các bạn. Đây. Rồi. Đây, lên tay không? Tay không? Đó, dạng lắm. Đó. Tự ăn à, như mấy con này tự ăn được hết rồi nè. Nè. Xuống đây con. Đây. Đây. Đó, đúng đó. Con này còn chưa biết tự ăn. Vô. Để tự cấp. Không ăn được, nhiều khi nhầm con nó ăn được nhưng mà nó cũng lười ăn lắm các bạn. Nó phải bắt mình đút nó vậy đó. Đó. Con này đi dài ghê luôn nè ha. Đó, con. Con kê cái máy sát quá nó sợ á thằng. Đó, thấy không? Con này đuôi dài ha. Đang thay lông. Đang thay lông. Rồi. Con này cũng có thể ăn được luôn nè. Đó, tự mổ được rồi đó. Nhiều con tự mổ được rồi.
Hôm nay lớn rồi các bạn. Hôm nay lớn rồi, đó. Trời. Khiển tay đó, đó. Này, nè, nè, nè. Đó, đây cho các bạn. Tập cho nó thật là dạng luôn. Chim non mình chơi cho nó thật là dạng luôn các bạn ơi. Con này, đó. Rồi. À. Lửa. Đây, lửa. Lửa đuôi dài các bạn. Lửa đuôi dài ha. Đó. Rồi bây giờ mình đổ nước cho nó tắm cho các bạn xem nha. Giờ. Đó. Mẹ cho chè than tắm mà như tưới cây. Tưới cây với các bạn nha. Tại vì mình nuôi nhiều á, có cách này là nó nhanh nhất mà con chim nó dạng nhất luôn các bạn. Nhanh nhất, dạng nhất luôn. Giống như đi tưới kiển các bạn nha. Đây cái giải pháp này mình nuôi tạm thời nha các bạn nha. Khoảng cho chim nó biết nó báo lông á, nó báo lông á cho nó dạng chút á thì mình chuyển qua mình nuôi lồng rồi các bạn. Nên mình làm cho con chim nó dạng hơn thôi. Chứ không phải là nuôi ở đây suốt đời nha các bạn nha. Bắt đầu có những con nó tắm rồi nè Khanh, nó tắm rồi nè. Nè không? Con này nó tắm rồi nè. À. Đó. Tắm rồi đó. Tắm rồi phơi nắng. Đây con này vô đây tắm rồi nè. Vô nước tắm nè. Đó con. Con nó tắm kìa. Ôi con Phương Hoàng Đất nó tắm kìa Khanh. Sao con không bỏ cái khay này nè, bỏ gần gần đây nè, thấy không? Nó không có dướng dây chân đó. Lấy xích tạm cái dây của con két. Cho nó tắm đi. Để cho nó quay lại. Đi qua đây coi mấy con này nè. Tí con Phượng Hoàng Đất nó tắm à. Con nào nó vô nó tắm là nó nhảy vô nó lên nó phơi lông nè. Con này lên tắm rồi nè. Thấy không? Con chè lửa lên tắm rồi đó. Con này tắm nữa ha. Hai con này tắm nữa ha. Đó. Hai con này tắm nè. Nó tắm đó Hoàng. Tắm xong rồi phơi nắng khoái lắm. Kìa con Phượng Hoàng Đất nó tắm kìa. Con phải đổ nước cho nó nhiều một chút nữa Khanh. Đó, ha, con vô nó tắm đó. Đó. Mai mốt con đổ nước cho nhiều cho nó vô nó lặn hụp trong đó. Tắm xong nó phơi nắng nó diệt được những cái con ký sinh ở trên lông nữa các bạn ạ. À. Xuống tắm rồi. Nè mang thang tắm rồi nè Khanh, mang thang tắm rồi nè. À. Mang thang này tắm rồi. Tắm xong con chim rất là bóng, rất là đẹp các bạn. Tắm xong lên phơi nắng nè. Trời ơi, con này nó lên tắm nè. Đó. Đó. Rồi. Để cho mấy cái con này tắm đi, rồi mình đi ha. Đi tìm cái con chè than trống hôm trước nó bị cục đuôi á. Cái con chè trống hôm trước nè các bạn. Cái con này là cái con hôm trước bị cục lông đuôi nè. Bây giờ mình thấy nó đi cắp mồi rồi đó. Các bạn thấy chưa? Đó, nó đi cắp mồi rồi đó. Nó bay về hướng đó. À, mình để cho mấy con chè than này nó tắm ở đây đó các bạn. Chè than với chè lửa này với mấy con Phượng Hoàng là tắm ở đây đi. Thì mình vừa thấy cái con chè trống hôm trước nó bị cục đuôi á. Bây giờ nó đi cắp mồi. Nó cắp mồi nó về tổ nó. Chắc có thể là bữa nay tổ nó có con non rồi đó các bạn nha. Giờ mình đi ra mình thăm thử được mấy con rồi, nở được mấy con rồi. Có hôm trước các bạn nói là nó bị cục con đuôi nó đẻ không có trống. Để mình ra mình thăm coi có trống không ha. Có nở được mấy con không nha. Nó cũng vẫn đẻ cái tổ cũ các bạn à. Cái tổ cũ bữa hôm trước á, cái chỗ cũ thôi nhưng cái tổ mới. Thì mình vừa lắp cái tổ lên á, cái nó bị tai nạn, nó bị cục lông đuôi nó. Nhưng mà nó vẫn đẻ được 4 trứng các bạn à. Để mình ra mình thăm coi nó có nở con được không nha. Đem theo cái ghế cao để lên tổ nó thăm cho nó dễ các bạn à. Khỏi leo trèo cho nó dễ.
vẫn là cái vị trí quen thuộc các bạn à. Cái tổ lần này mình không có đặt cái camera nữa, mình thấy nó thường quá các bạn, nên không có đặt cái camera nữa, không có theo dõi nữa, tại vì cái lần này nó là lần thứ tư rồi, nó đẻ lứa này nữa là lứa thứ tư rồi các bạn nha. Thì để mình leo lên mình thăm nó coi có nó có nở hay không, nó có nở được con hay là được hay là còn trứng nữa. Bữa nay là chắc khoảng 17-18 ngày rồi các bạn, chờ than thì 15-16 ngày để nở rồi. Nở rồi Khanh ơi, được ba con đây, đưa cái máy lên rồi đó. Cái tổ mới các bạn, tổ này là cái tổ mới mình mới làm này, cái tổ đằng trước mình phá bỏ rồi. Thì mình thấy nó đẻ được hôm trước, cái video hôm trước nó được 2 trứng rồi, thì cái video hôm nay nó nở được 3 con. Cứ ngỡ là nó không có cồ các bạn ạ. À, nó đã được nở được 3 con rồi. Thì có bạn nào mà hôm trước nói là chè than bị cục đuôi thì đạp không trống, thì đó mình sẽ minh chứng cho các bạn thấy là nó nở được 3 con rồi nha các bạn nha. Nở được 3 con rồi. Thì nó không có đuôi nhưng mà nó vẫn đạp mái được nha các bạn. Mà hôm trước là mình thấy nó đẻ tới 4 trứng luôn. Chắc có thể là hỏng hết trứng rồi. Đó. Cái con chè có no, con chè than nó đẻ có con non thì mình thăm thoải mái. Cái lúc mà nó đang đẻ trứng thì mình hạn chế thôi. Rồi. Trời sắp mưa luôn rồi. Trời ơi. Trời mưa luôn rồi các bạn ơi, có thể là mình kết thúc cái video ở đây nha các bạn. Để mình vô vô nhà mình edit cái video để chia sẻ cùng các bạn.